Xin anh em, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với toàn em cùng audio các bác nhé. Suic 38 Plus tiếp tục lên đường phục vụ các bác. Đây là một trong những model mic rất là chất lượng mà em Tùng giới thiệu đi giới thiệu lại cho anh em rất nhiều lần trên cái YouTube Tùng Audio rồi. Và cái lô hàng này không còn nhiều nữa, và em cũng xin phép thông báo lên tất cả anh em khách hàng, các bác đang có nhu cầu mua mic không đây, đang muốn lựa chọn những cái dòng mic tốt, dòng mic chất lượng thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là hoàn hảo. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều đơn của anh em với dòng mic Suic 38 Plus trước khi gửi hàng đi, thì đương nhiên bên cả anh em sẽ test trước, kiểm tra các tính năng, test chất âm cũng như là cài đặt sẵn các chế độ âm thanh tốt nhất để anh em mình nhận hàng về chúng ta có thể sử dụng được ngay. Và giá thì đang sẵn cũng là chưa đến 2 triệu đồng, có mic không dây rất chất lượng Suic UX38 Plus model mới nhất tại cửa hàng em. Với chất âm của này thì rất là khỏe khoắn, dày dặn, chi tiết, có độ sáng tiếng, nên là anh em mình hát chúng ta sẽ cảm nhận được ngay chất giọng anh em sẽ thanh thoát hơn, âm thanh giải lời bay dễ hát với chế độ định tiếng tốt nhất để phục vụ các bạn anh em cải thiện nâng cấp chính giọng hát của mình cho phù hợp gia đình. Và ngày hôm nay thì trước khi lên đường gửi hàng đi, em xin phép làm một video clip nữa với dòng mic Suic 38 Plus để phục vụ anh em khách hàng đang có nhu cầu mua hàng và test gửi trực tiếp cho anh em khách hàng đặt đơn hàng để các anh em yên tâm hơn khi đặt hàng tại cửa hàng em. Đương nhiên khi các anh em nhận hàng về, chúng ta sẽ được kiểm tra, được test thử hàng khi thanh toán. Và các bác lưu ý nhé, có một vài bác chắc bác là tại sao cái mặt màn hình lại xước như thế này. Đấy, có nhiều bác họ em đang hàng bãi hay sao mà mua về cái màn hình đã xước rồi, thì xin phép các anh em, các bác chỉ cần bóc cho em cái lớp ni lông này thôi. Ở đây nó là cái lớp ni lông các bác nhé, thì cái lớp ni lông này nó sẽ bảo vệ cái phần xước hay là cái phần ố mặt màn hình. Nhiều bác là nhận hàng về là không để ý là có cái lớp ni lông, nên là khi các bác bóc ra các bác sẽ thấy ngay cái mặt màn hình nó rất là mới, rất là đẹp. Và thậm chí anh em có thể để cái lớp ni lông này lại đấy các bác nhá, tại vì nhiều bác hỏi em quá, nhiều bác nhận hàng về thì thấy là mặt màn hình nó có chảy xước, nên là các bác cũng chưa biết là cái lớp ni lông này nó bóc được, nên là khi các bác anh em bóc ra các bác sẽ thấy ngay cái hình thức mới của dòng mic Suic 38 này. Đây là hàng mới, hàng nhập khẩu nguyên chiếc, mới nguyên thùng hộp. Đấy, chúng em không bán hàng cũ, hàng bãi, hàng đã hoặc sử dụng. Đấy, các bác yên tâm khi đặt hàng tại cửa hàng em Tùng Audio. Với Suic 38 thì khi chúng ta mang nó về phòng hát gia đình, các bác sẽ thấy ngay cái hình thức thiết kế nó rất là đẹp mắt, nó mang lại cho anh em sự sang trọng và chuyên nghiệp trên dàn máy âm thanh. Đó là cái điểm đầu tiên. À, thứ hai nữa là gì ạ? Suic 38 các bác nhìn này, cái thiết kế này, phiên bản vay nhôm, hai mặt màn hình hiển thị cho cổng mic, các nút bấm phím chia đáp cho anh em thể thao cực kỳ đơn giản dễ dàng. Các có thể tăng giảm âm lượng, chuyển đổi tần số tự động rồi là thủ công. Đấy, tăng giảm âm lượng cho em dễ sử dụng với dòng mic Suic 38 Plus khi các anh em nhận hàng về. Bên cạnh em đã hỗ trợ setup và cài đặt trước các tính năng cũng như là tần số rồi. Thiết kế 4 dâu anten đi kèm phía sau, dòng này có khả năng bắt sóng xa nên em còn có thể chơi công việc như là phòng trà, sự kiện, sân khấu mini đều được cả nhé các bác. Thiết kế tay mic đây các bác nhìn này, Suic 38 Plus có thiết kế tay mic rất là to, tay lắm, thoải mái, cầm lắm, chắc tay, đầm tay, mang đến cho anh em sự tự tin khi cầm đến con mic không dây. Và quả thật em này nó rất là nặng đấy các bác nhé. Thì khi các bác cầm lên chúng ta sẽ thấy gì ạ, nó rất là đầm, nó rất là chắc tay. Đó là những tính năng đến từ dòng mic Suic 38, có thêm tính năng tự ngắt và cảm biến gia tốc nữa, những tính năng rất đặc biệt trên dòng mic Suic 38. Đấy, khi các anh em nhận hàng về, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn những cái tính năng hiện đại nhất của Suic 38 để nâng cấp từ dàn máy âm thanh gia đình. Về phần chất âm thì ngay bây giờ em sẽ cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm chất âm nhé. Khi mà chúng ta kết nối phần tai mic thì các bác sẽ thấy ngay mặt màn hình sẽ chuyển sang chế độ có giải cột sóng RFIS để chúng ta biết được tai mic nào đang hoạt động, và cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng mic này nào. 1 2 lắp 6 7 8 9 7 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 1 2 anh em chúng ta đã được nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng mic Suic 38 Plus. Các bác thấy thế nào về chất âm ạ? Khỏe khoắn, dày dặn, âm thanh hút mic tốt đúng không ạ? Mang lại cho anh em cái chế độ âm thanh giọng hát giải lời bay, tiếng chép sáng, rất là linh tiếng. Khi chúng ta cất được cả tiếng hát của mình lên với dòng mic Suic 38 Plus, các bác sẽ cảm thấy rất là hài lòng với chất âm bay bổng ngọt ngào, dễ chịu, độ linh tiếng cao. Dòng mic không dây vô cùng chất lượng Suic 38 Plus sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta trải nghiệm âm thanh gia đình chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Các bác đang có nhu cầu mic không dây thì đây sẽ là sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Và ngày hôm nay trước khi lên đường gửi hàng đi cho anh em khách, em đã test lại âm thanh rồi, cũng như là cùng anh em tìm hiểu các tính năng rồi, rất chất lượng phải không các bác. Giá khuyến mại chưa đến 2 triệu đồng, các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay bên em Tùng Audio đặt hàng sẽ ngay cho mình dòng mic không dây cao cấp bản chuẩn chất lượng Suic 38 Plus với giá khuyến mại vô cùng hấp dẫn các bác nhá.